Và tiếp theo là giờ giải lao. Bây giờ các bạn có thể vui chơi giải trí cùng với những quả bóng bay này. Các bạn có thể dùng các quả bóng bay này để ném vào đối phương, và đối phương sẽ tránh để không cho quả bóng này ném vào người mình nhé. Bắt đầu. Bây giờ là cuộc thi bóp bóng vỡ. Khi nào ba ba sẽ hai ba phát thì tất cả cùng bóp nhá. 1, 2, 3. Cố lên, cố lên. Lấy vòng tay mới lấy mảnh vỡ. Vòng tay nó không sao. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu đếm bóng cho vào giỏ nhá. Bắt đầu. 1 Rồi. 2 3 4 5 6 Đếm từ từ thôi. 8 9 10 11 12 13 Nào, bây giờ là cuộc chơi hai bạn sẽ chọc bóng nổ. Nếu như bạn nào chọc bóng nổ xong trước thì bạn ấy sẽ là người chiến thắng. Bắt đầu chuẩn bị. 1, 2, 3. Có xong chưa? Tất cả cơ mà, chọc hết tất cả bóng của mình cơ mà. Hết rồi. Ủa Phương ạ. Phương Hà chiến thắng rồi. Phương Hà là người trong trước, Hải Ninh vẫn chưa xong. Nó đi, nó đi, Hải Ninh chưa xong. Bao giờ Hải Ninh xong mị? Không được chấm hơi mà. Chấm nó nổ đâu? Thì hơi được. Rồi, được. Cuộc thi đã kết thúc. Và Phương Hà là người chiến thắng. Vì Phương Hà chọc nổ trước, hết trước. Còn Hải Ninh chọc nổ xong hết sau. Bây giờ tất cả cho một tràng pháo tay với bạn Phương Hà nào. Phương Hà không vỗ tay cho mình à.